chân, tự hào chúng tôi người cao tuổi Lê Trân, cùng nhau chung sức đắp xây cho cuộc đời. Nụ cười vẫn còn sáng tươi như mùa xuân, lời Bác năm xưa như vang vọng nơi đây, người cao chí cao tinh thần càng hăng say. Chờ cho đời sau người cao tuổi hôm nay nêu gương sáng tâm hồn, cho đời sau còn mãi vang tiếng hát ngày mai. Cuộc đời nụ cười vẫn còn sáng tươi như mùa xuân, lời Bác năm xưa như vang vọng nơi đây, người cao chí cao tinh thần càng hăng say. Vì một ngày mai đất nước thêm đẹp giàu, trên thành phố càng hải phòng bao mến yêu. Người cao tuổi Lê Trân tấm gương sáng rạng ngời, như cây cao bóng cả che chở cho đời sau người cao tuổi. Gồm các ca khúc: một, bài ca Người cao tuổi Việt Nam sáng tác Bá Đạt biểu diễn tốp ca nam nữ và nhóm múa; hai, Gửi em chiếc nón bài thơ sáng tác Lê Việt Hòa biểu diễn đơn ca nam Trần Quốc Khánh; ba, Gặp gỡ đồng đội sáng tác Ngọc Khuê biểu diễn tốp ca nam múa Về Miền Hoa Bạc sáng tác Huy Thông tốt nữ thể hiện; năm, Hành khúc Người cao tuổi sáng tác nhạc sĩ Mai Thi biểu diễn câu lạc bộ dân vũ Người cao tuổi quận Lê Chân. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Tỏa sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường.
Xin trân trọng cảm ơn đội văn nghệ, ban liên lạc, cán bộ hưu trí quận ủy, ủy ban nhân dân quận và câu lạc bộ dân vũ người cao tuổi quận đã tham gia biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội. Chúc các cô, các bác, các anh, các chị luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào văn hóa văn nghệ của quận ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, đã đến giờ làm việc. Kính mời các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng.
đại biểu phường xin trân trọng giới thiệu các ông bà lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15 phường cùng 95 đại biểu chính thức đã về dự đại hội đông đủ. Đến dự đại hội và đưa tin có các đồng chí phóng viên báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, quận. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đại hội, để điều hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc và nội dung yêu cầu, đại hội tiến hành hiệp thương cử đoàn chủ tịch và thư ký đại hội. Về đoàn chủ tịch, ban tổ chức dự kiến số lượng và danh sách đoàn chủ tịch gồm 5 vị có tên sau. 1. Bà Tô Thị Thanh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi Thành phố, Phó trưởng Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Quận. 2. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận, thành viên Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Quận. 3. Ông Đỗ Duy Tiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao, thành viên Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Quận. 4. Bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Trại Cao, thành viên Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Quận. 5. Ông Vũ Hòa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Đông Hải. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí số lượng và danh sách 5 vị có tên trên tham gia đoàn chủ tịch, đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội nhất trí 100% cử 5 vị có tên trên tham gia đoàn chủ tịch đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Về thư ký đại hội, để giúp đoàn chủ tịch ghi chép các nội dung tại đại hội, ban tổ chức dự kiến số lượng và danh sách thư ký đại hội gồm 2 vị có tên sau. 1. Bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Canh. 2. Ông Vũ Mạnh Hợp, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Lam Sơn. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với số lượng 2 danh sách 2 vị có tên trên tham gia đoàn thư ký đại hội, đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% cử 2 vị có tên trên tham gia đoàn thư ký đại hội. Về ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban tổ chức dự kiến số lượng và danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 vị có tên sau. 1. Ông Đỗ Duy Tiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Lê Chân. 2. Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường An Biên. 3. Bà Hồ Thị Quyên, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Vĩnh Niệm. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với danh sách 3 vị có tên trên tham gia ban thẩm tra tư cách đại biểu, đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% cử 3 vị có tên trên tham gia ban thẩm tra tư cách đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn đại hội, trân trọng kính mời đoàn chủ tịch đại hội và thư ký lên làm việc. Tôi xin thông qua chương trình làm việc và nội quy của đại hội. Chương trình đại hội. Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029 được tiến hành trong 1/2 ngày từ 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2024. Sau những nội dung đã thực hiện, đại hội tiến hành 1. Thông qua chương trình làm việc và nội quy của đại hội. 2. Diễn văn khai mạc. 3. Công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân. 4. Tặng hoa chúc mừng. 5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. 6.
báo cáo kết quả nghị quyết đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và nghị quyết đại hội 3 Hội Người Cao Tuổi Thành Phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo kết quả người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019-2024. 7. Các báo cáo tham luận. 8. Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng. 9. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi Thành Phố. 10. Thông qua đề án nhân sự bầu ban chấp hành ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. 11. Đại hội giải lao 15 phút ban chấp hành họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban và phó ban kiểm tra. 12. Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất ban chấp hành khóa mới ra mắt. 13. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo quận. 14. Thư ký trình dự thảo nghị quyết của đại hội. 15. Thông qua nghị quyết của đại hội và bế mạc đại hội. Nội quy của đại hội. Thời gian làm việc của đại hội. Đại hội tiến hành trong 1/2 ngày từ 8 giờ ngày 23/8/2024. Trách nhiệm của đại hội. Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch là điều hành công việc của đại hội theo chương trình nội quy của đại hội. Thư ký của đại hội ghi chép lại những diễn biến của đại hội, tổng hợp các ý kiến phát biểu trong đại hội, chuẩn bị và trình bày dự thảo nghị quyết của đại hội. Đại biểu dự đại hội. Đại biểu dự đại hội mặc trang phục đẹp lịch sự. Đại biểu đeo phù hiệu của đại hội, ngồi đúng chỗ quy định, làm việc đúng giờ, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ rung, tích cực tham gia các hoạt động của đại hội. Đại biểu có lý do vắng mặt trong đại hội phải báo cáo với trưởng đoàn và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch đại hội. Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận, góp ý có chất lượng trong các nội dung của đại hội. Ý kiến phát biểu ngắn gọn, trình bày bằng văn bản và đăng ký trước với đoàn chủ tịch, thông qua thư ký. Đại biểu phát biểu theo sự điều hành thống nhất của đoàn chủ tịch. Về nguyên tắc hiệp thương. Hiệp thương phải dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định đã được ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2021-2024 xây dựng đề án. Các đại biểu chính thức về dự đại hội có quyền tham gia ý kiến về số lượng, danh sách và tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả bầu cử được công bố trước đại hội và thư ký đại hội tổng hợp vào biên bản. Nghị quyết của đại hội, đoàn chủ tịch có trách nhiệm bàn giao cho hội người, ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo và lưu trữ theo quy định. Kính thưa đại hội, đại biểu nào nhất trí với chương trình và nội quy của đại hội đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua chương trình và nội quy của đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Tô Thị Vĩnh Quang, Phó trưởng ban đại hội, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận lên khai mạc đại hội. Kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Trong không khí đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Lê Chân đang ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết đại hội lần thứ 24 của Đảng bộ quận. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi thành phố, của Thường trực Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận, hôm nay, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân long trọng tổ chức đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội,
tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến các đồng chí lãnh đạo Hội người cao tuổi thành phố, các đồng chí trong ban thường vụ Hội người cao tuổi thành phố, các đồng chí lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các vị khách quý cùng 95 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ hội viên người cao tuổi trên địa bàn quận đã về tham dự đại hội. Sự có mặt đông đủ của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị khách quý, các vị đại biểu tại đại hội thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Hội người cao tuổi thành phố, của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với người cao tuổi các cấp trên địa bàn quận. Kính thưa đại hội, đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội người cao tuổi từ trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng Hội người cao tuổi các cấp ngày càng vững mạnh. Đại hội lần này có nhiệm vụ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam và nghị quyết Đại hội 3 Hội người cao tuổi thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Biểu quyết thông qua thực hiện điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam bầu ban chấp hành, ban kiểm tra nhiệm kỳ 2024-2029. Là những cán bộ người cao tuổi có đủ phẩm chất đạo đức, có lập trường chính trị kiên định vững vàng, có năng lực, có sức khỏe, có uy tín, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi. Trên tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ và đổi mới, đại hội góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và hội viên người cao tuổi về quan điểm của Đảng, chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong các tổ chức hội trong nhiệm kỳ 2024-2029. Từ các hoạt động thực tiễn và kết quả công tác ở mỗi đơn vị, địa phương, tôi đề nghị các đại biểu đại hội sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tập trung tham gia trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu xây dựng, củng cố, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2029. Với tất cả tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thúy Uyên, trưởng phòng nội vụ quận, lên công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, được sự phân công của ban tổ chức đại hội, sau đây tôi xin phép được công bố quyết định về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, số 2341, Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2024, quyết định về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, căn cứ nghị định số 33 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45, căn cứ quyết định 2563 ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức, hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng, căn cứ thông báo số 1971 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thành lập Hội người cao tuổi các quận huyện. Xét đơn đề nghị của trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân và đề nghị của Sở Nội vụ thành phố, quyết định điều 1 cho phép thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Điều 2, ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân có trách nhiệm chuyển giao quyền, nghĩa vụ, tài sản, tài chính, người làm việc cho Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc chuyển giao. Điều 3,
Hội người cao tuổi quận Lê Chân là tổ chức xã hội hoạt động trong phạm vi quận theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của Hội người cao tuổi Việt Nam. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội. Hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định. Trụ sở và kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật. Hội có trách nhiệm tổ chức đại hội để thông qua nghị quyết thống nhất sử dụng điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam, bầu ban lãnh đạo và hoàn chỉnh các thủ tục trình chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân phê duyệt theo quy định. Điều 4, tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân quận Lê Chân có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện để ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân, Hội người cao tuổi quận Lê Chân thực hiện việc thành lập và tổ chức hoạt động đảm bảo đúng quy định. Giao Sở Nội vụ chủ trì cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội người cao tuổi thành phố đôn đốc, hướng dẫn, giám sát Ủy ban dân quận, ban đại diện Hội người cao tuổi quận tổ chức việc thành lập Hội người cao tuổi quận đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 5, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Bắc Nam đã ký. Sau đây xin kính mời bà Tô Thị Thanh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi thành phố, Phó trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân lên vị trí danh dự nhận quyết định cho phép thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận lên trao quyết định. Trân trọng kính mời. Người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Ban tổ chức đã nhận được những lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội của các đồng chí lãnh đạo Hội người cao tuổi thành phố, lãnh đạo quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị 15 phường cũng đã gửi đến chúc mừng đại hội. Sau đây là phần tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời bà Tô Thị Thanh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi thành phố, Phó trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi quận lên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Nhã, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi Trung ương, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Thụy, Ủy viên Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lên tặng hoa chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội quận Lê Chân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đại hội, thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu, tôi xin báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân như sau. Thực hiện điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam khóa 6, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Hội người cao tuổi Việt Nam và Hội người cao tuổi thành phố, quyết định số 2076 ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân, kế hoạch số 17 ngày 5 tháng 8 năm 2024 của Ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân về tổ chức đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Ban đại diện Hội người cao tuổi quận đã ban hành kế hoạch phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận, đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu như sau. Về tổng số đại biểu chính thức dự đại hội là 95 đại biểu. Đại biểu có mặt là 95 vị. Về thành phần đại biểu đương nhiệm là Ủy viên Ban đại diện Hội người cao tuổi quận 8 vị, đại biểu cho Hội người cao tuổi các phường cử
là 85 vị. Đại biểu được chỉ định 2 vị. Đại biểu là nữ 47 vị bằng 49,5%. Đại biểu là nam 48 vị bằng 50,5%. Đại biểu là đảng viên 65 vị bằng 68,4%. Đại biểu cao tuổi nhất là 82 tuổi, sinh năm 1942. Đại biểu trẻ tuổi nhất là 41 tuổi, sinh năm 1983. Kính thưa đại hội, 90 đại biểu chính thức về dự đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân là những người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho trên 27.000 hội viên người cao tuổi toàn quận đủ tiêu chuẩn về dự đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân. Kính thưa đại hội, thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu, tôi vừa báo cáo tình hình đại biểu chính thức về dự đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Vượng, thành viên ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận, lên báo cáo kết quả của ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận thực hiện nghị quyết đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và nghị quyết đại hội 3 Hội Người Cao Tuổi thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác hội người cao tuổi giai đoạn 21-24, phương hướng nhiệm vụ 24-29. Về tình hình chung giai đoạn 2021-2024, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Lê Chân tích cực chủ động phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục duy trì mức tăng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, là địa phương có số thu đứng top đầu của thành phố. Hạ tầng kinh tế xã hội của quận tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố và quận được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân nói chung và người cao tuổi nói riêng được cải thiện, nâng cao. Kính thưa đại hội, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn còn những diễn biến phức tạp. Kinh tế đã dần ổn định nhưng phát triển chưa bền vững. Già hóa dân số chưa đưa ra những thách thức đòi hỏi. Việc tập hợp, quan tâm chăm sóc người cao tuổi cần được tăng cường. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác người cao tuổi, quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, năng động, học tập của người cao tuổi trong xã hội và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa. Với chủ đề tiếp tục xây dựng hội vững mạnh là nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của quận. Về mục tiêu chung, tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tạo bước chuyển biến trong hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội. Tập hợp đoàn kết người cao tuổi, tham gia xây dựng hội vững mạnh, làm nòng cốt phong trào, toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy người cao tuổi, góp phần xây dựng quận trở thành đô thị, phát triển hiện đại, thông minh, bền vững. Với tinh thần phấn khởi, đoàn kết và kết quả hoạt động của các cấp hội người cao tuổi quận đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống 83 năm của người cao tuổi Việt Nam, tin tưởng vào sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự chăm lo của xã hội, nhất định Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp. Kính thưa đại hội, trên đây là báo cáo tóm tắt tổng kết công tác hội người cao tuổi giai đoạn 2021-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc
và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, tôi xin trình báo cáo thứ hai về biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Thực hiện kế hoạch số 170 ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, kế hoạch số 02 ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Hội Người Cao Tuổi thành phố Hải Phòng về việc tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019-2024. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân báo cáo biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024 như sau. Phần thứ nhất là kết quả người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở năm 2019-2024. Kính thưa đại hội, quận Lê Chân có 15 hội người cao tuổi các cấp ở phường với 158 chi hội. Tổng số hội người cao tuổi trên toàn quận hiện nay là có 30.101 người, chiếm tỷ lệ 13,4% so với tổng dân số của toàn quận. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng gắn với người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thành hoạt động thường xuyên làm cơ sở để phát triển đa dạng hóa các hình thức các hoạt động của người cao tuổi. Phát huy tinh thần đoàn kết trí tuệ, tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, động viên người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là: 1. Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ hội viên người cao tuổi về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên người cao tuổi trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. 2. Là hội viên người cao tuổi và hội các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, mạnh dạn tham mưu giới thiệu với cấp ủy chính quyền xem xét lựa chọn những cán bộ hội viên người cao tuổi có đủ điều kiện tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người cao tuổi. Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, các cấp hội và mỗi cán bộ hội viên hội người cao tuổi trong toàn quận tiếp tục nâng cao truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội và hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. Báo cáo với các đại hội, tôi đã trình bày xong cái báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của các cấp hội cơ sở. Xin trân trọng chúc đại hội thành công và xin trân trọng cảm ơn đại hội đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Dừa Cây, báo cáo pháp luật với nội dung xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội. Trước tiên, thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi phường Dư Hàng Kênh, tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết của Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân trong nhiệm kỳ 2019-2024 để làm rõ thêm một số các hoạt động nổi bật đã triển khai trong 5 năm qua. Thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi phường Dư Hàng Kênh, tôi xin báo cáo tham luận về công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi. Kính thưa đại hội, Hội Người Cao Tuổi phường Dư Hàng Kênh những năm gần đây số lượng hội viên mới đã phát triển ngày càng tăng. Năm 2021 toàn phường có 2.561 hội viên, đến nay số hội viên là 2.775 hội viên. Mặc dù dự án đường Hồ Sen cầu Giò Hai được triển khai, một số đông các hộ gia đình được chuyển đi nơi khác, nhưng số hội viên phát triển ngày càng đông. Trung bình hàng năm số hội viên tăng từ 60 đến 80 hội viên. Sở dĩ công tác phát triển hội viên ngày càng tăng như vậy, phải kể đến công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thật tốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh,
làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi được hiệu quả mà Hội Người Cao Tuổi Phường Dưới Hành Kinh đã làm được. Để động viên các cụ, đảm bảo quyền lợi cho các cụ, giúp các cụ tin yêu vào hội và tham gia vào hội ngày càng đông hơn. Sau đây, tôi xin trình bày một số các hoạt động mà Hội Người Cao Tuổi Phường Dưới Hành Kinh đã triển khai về công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng năm, Hội Người Cao Tuổi Phường Dưới Hành Kinh đã phối hợp với chùa Phổ Chiếu tổ chức long trọng đại lễ Khánh Thọ vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm. Hội Người Cao Tuổi Phường Dưới Hành Kinh đã tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường kết hợp với Hòa Thượng cùng với các chư tăng Phật tử chùa Phổ Chiếu duy trì và tổ chức long trọng ngày đại lễ Khánh Thọ cho các cụ tròn tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm. Đây là một việc làm thường niên của các cụ cao tuổi ở phường Dưới Hành Kinh, đến nay đã tròn 40 năm liên tục. Bên cạnh đó, hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 và Ngày Quốc tế 1 tháng 10 của Hội Người Cao Tuổi phường Dưới Hành Kinh, kỷ niệm nhằm ôn lại các công lao to lớn của lớp người cao tuổi trong việc dựng nước và giữ nước, đồng thời động viên các cụ bằng hình thức biểu dương, trao giấy công nhận tuổi cao gương sáng, tặng kỷ niệm chương cho cán bộ hội đủ tiêu chuẩn, tặng khen thưởng những tập thể và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã từ nhiều năm nay, hội đã duy trì tổ chức tốt Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi mùng 6 tháng 6 hàng năm. Trong những ngày này, thường có trên từ 250 đến 300 đại biểu cho đại diện cho 3.000 hội viên về dự, kinh phí khen thưởng và chi cho hội nghị trên dưới 30 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương. Hội Người Cao Tuổi Phường Dưới Hành Kinh đã chỉ đạo 100% các chi hội, tổ dân phố tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế 1 tháng 10. Nội dung chương trình được thống nhất theo sự chỉ đạo của Hội Người Cao Tuổi Phường như diễn văn, chúc thọ, mừng thọ, biểu dương khen thưởng, tổng kết công tác hội, báo cáo thu chi và kết nạp hội viên mới. Các hoạt động trên của hội đã chỉ đạo tổ chức đều đặn hàng năm, giúp cán bộ hội viên phấn khởi, tích cực tham gia công tác hội ngày càng đông và đi vào nền nếp. Về công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương để đảm bảo quyền lợi cho người cao tuổi theo đúng luật của người cao tuổi Việt Nam. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Hội Người Cao Tuổi Phường Dưới Hành Kinh vô cùng phấn khởi vì được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho Hội Người Cao Tuổi phường hoạt động. Một minh chứng là đại lễ Khánh Thọ của các cụ tròn tuổi tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng tại chùa Phổ Chiếu. Trong những ngày này đã đón tiếp trên 300 các cụ ở độ tuổi tròn tuổi. Đặc biệt các cụ tròn tuổi 90 được Ủy ban Nhân dân phường tặng một bộ quần áo đỏ, khăn xếp đỏ, vải sa tanh in hình chống đồng. 100% các cụ được về dự được Hòa Thượng thỉnh tên làm lễ cầu siêu theo danh sách tên từng cụ. 100% các cụ được nhận quà của chùa Phổ Chiếu và tiền lì xì của Ủy ban Nhân dân phường Dưới Hành Kinh tặng các cụ nhân dịp đầu năm mới. Tổng chi phí cho ngày đại lễ Khánh Thọ trên dưới 330 triệu đồng. Tháng 6 năm 2019, hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ra một thông báo tới các chi hội về việc thăm viếng người cao tuổi qua đời. Tất cả người cao tuổi, kể cả những người không phải là hội viên, nam từ 60 tuổi, nữ từ 55 tuổi trở lên, khi qua đời đều được nhận tiền viếng. Tiền viếng này trích từ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương. Hội Người Cao Tuổi phường đã quan tâm đến những hội viên khó khăn, cô đơn, bệnh trọng. Hàng năm vào dịp Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, tháng hành động vì người cao tuổi hoặc những dịp lễ Tết xuân về, hội đã đề nghị Ủy ban phường tặng quà và cả nguồn kinh phí xã hội hóa trên dưới 100 cụ, tổng kinh phí lên hàng trên 50 triệu đồng, giúp các hộ gia đình bớt đi khó khăn trong dịp lễ Tết xuân về. Tháng 5 năm 2023, Hội Người Cao Tuổi phường Dưới Hành Kinh đã làm tốt công tác xã hội hóa, xây mới một ngôi nhà đại đoàn kết cho bà Vũ Thị Hải, sinh năm 1952, tại tổ dân phố số 15 với tổng số tiền quyên góp được 170 triệu đồng. Hiện nay, Hội Người Cao Tuổi phường đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục dự kiến sẽ khởi công xây mới một ngôi nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Thạnh, sinh năm 1937 tại tổ dân phố số 12. Đây là một công trình chào mừng thành công của đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Kính thưa đại hội,
Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh luôn quan tâm đến việc thành lập, duy trì, xây dựng và các câu lạc bộ phát triển để giúp đỡ các cụ sống khỏe, sống vui. Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh hiện có 4 câu lạc bộ hoạt động đều đặn hàng tháng với số hội viên tham gia ngày càng tăng. Câu lạc bộ thơ có 25 hội viên, câu lạc bộ dưỡng sinh có 72 hội viên, câu lạc bộ ông bà gương mẫu, mẫu mực, con cháu thảo hiền, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thành viên là 60 người, số vốn được tổ chức 2 tài trợ 130 triệu đồng cho thành 7 thành viên câu lạc bộ hoàn thành có hoàn cảnh khó khăn được vay phát triển kinh tế. Câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn vào ngày 24 hàng tháng, gồm nhiều nội dung phong phú như chúc mừng sinh nhật, kiểm tra sức khỏe, tập thể dục, vui ca hát, thu gom phế liệu, làm sạch môi trường, lấy kinh phí nhập vào quỹ tấm lòng vàng, giúp đỡ hội viên khó khăn. Hội viên được khám bệnh sức khỏe đặc biệt ngày 20 tháng 3 năm 2023. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Dư Hàng Canh đã đón tiếp, giao lưu, học hỏi với 9 câu lạc bộ thuộc 9 xã Thiệt huyện Tiên Lãng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường. Tất cả các câu lạc bộ của đều đặn nhằm tạo ra những sân chơi vui khỏe có ích, là món ăn tinh thần để nâng cao sức khỏe, yêu đời, yêu hội cho mỗi hội viên. Chính vì vậy, vai trò vị thế của người cao tuổi trong cộng đồng xã hội của hội viên người cao tuổi Dư Hàng Canh ngày được ghi nhận. Từ những hoạt động tích cực trên đã mang lại hiệu quả, hội viên xin vào hội ngày càng đông, chiếm 92,7% tổng số hội viên. Các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, cho gia đình. Hàng năm có trên 300 cụ đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng, nhiều chi hội đã làm tốt công tác, được hội người cao tuổi quận, ủy ban nhân dân phường khen thưởng. Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của hội người cao tuổi thành phố, ủy ban mặt trận tổ quốc quận, ủy ban nhân dân phường. Từ những thực tế trên, hội người cao tuổi đã rút ra bài học kinh nghiệm như sau: muốn xây dựng hội càng vững mạnh cần làm tốt các việc sau đây: làm tốt công tác tổ chức hội; 2. Quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho từng hội viên; 3. Lãnh đạo phường, lãnh đạo hội phải thực hiện tốt luật người cao tuổi Việt Nam. Công tác hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi phải đặt lên hàng đầu. Công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời và thường niên hàng năm. Kính thưa đại hội, hôm nay tại đại hội thành lập hội người cao tuổi quận Lê Chân lần nhiệm kỳ 2024-2029, tôi xin được mạnh dạn có thêm một số kiến nghị sau. Một là nên xem xét và điều chỉnh phụ cấp hàng tháng đối với chức vụ chủ tịch hội người cao tuổi cấp phường, vì hiện nay phụ cấp của chủ tịch hội người cao tuổi còn thấp hơn một số các đoàn thể của tổ dân phố. Hai là cần quan tâm động viên một chút phụ cấp đến các ông bà là cán bộ hội như phó chủ tịch hội, ông bà là ủy viên ban chấp hành, các ông bà làm chi hội trưởng ở các tổ dân phố để động viên. Kính thưa đại hội, tôi vừa trình bày xong báo cáo tham luận xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi mà hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh thực hiện trong nhiều năm qua. Cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, do thời gian có hạn nên phần tham luận xin được phép tạm dừng tại đây. Các ý kiến tham luận xin được gửi về đại hội thông qua thư ký, đoàn chủ tịch xin tiếp thu. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bà Phạm Thúy Uyên, trưởng phòng nội vụ quận lên điều hành phần khen thưởng. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, để kịp thời ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các tập thể, cán bộ, hội viên hội người cao tuổi quận, tại đại hội hôm nay, hội người cao tuổi quận thành phố, ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã ban hành các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được sự phân công của ban tổ chức đại hội. Tôi xin phép được điều hành phần khen thưởng và trao thưởng. Kính thưa đại hội, ngày 14 tháng 8 năm 2024, hội người cao tuổi thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 09 quyết định tặng giấy khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Sau đây, trân trọng kính mời đại diện tập thể và các cá nhân có tên sau lên nhận giấy khen của hội người cao tuổi thành phố. Về tập thể, cán bộ hội viên hội người cao tuổi quận Lê Chân,
về cá nhân. Một, ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Hàng Cây. Hai, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Cát Dài. Ba, bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trại Tâu. Bốn, bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Tư Hàng Cây. Xin trân trọng kính mời đại diện tập thể và các cá nhân lên sân khấu nhận. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Nhã, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố lên tặng giấy khen cho đại diện các tập thể.
Ủy ban Nhân dân quận. 1. Bà Vũ Thị Gái, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 9 phường Hồ Nam. 2. Bà Ngô Thị Thúy Ngọc, chủ tịch hội người cao tuổi phường Kênh Dương. 3. Ông Vũ Trọng Tâm, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 9 số 15 phường Kênh Dương. 4. Ông Vũ Mạnh Hợp, chủ tịch hội người cao tuổi phường Lam Sơn. 5. Bà Bùi Thị Thu Trinh, phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Lam Sơn. 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ tịch hội người cao tuổi phường Liên Nghĩa. 7. Bà Phạm Thị Tị, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 16 phường Liên Nghĩa. 8. Ông Nguyễn Viết Tấn, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 8 phường Nghĩa Xá. 9. Ông Trần Đăng Khoa, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 3 phường Nghĩa Xá. 10. Bà Thiều Thị Hồng Huệ, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 1 phường Trại Cao. 11. Ông Phạm Văn Phú, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 6 phường Trại Cao. 12. Bà Trần Thị Tuyết, phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Trần Nguyên Hãn. 13. Ông Nguyễn Mạnh Phúc, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 7 phường Trần Nguyên Hãn. 14. Bà Hồ Thị Quyên, chủ tịch hội người cao tuổi phường Vĩnh Niệm. 15. Bà Nguyễn Thị Lan Trung, phó chủ tịch hội người cao tuổi phường Vĩnh Niệm. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Việt Anh, ủy viên quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, tặng quà cho các cá nhân. Trân trọng kính mời ông Lê Văn Nhã, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thành phố lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bắc ban ngành đoàn thể của quận Lê Chân. Kính thưa các cô, các bác, các đồng chí, hôm nay trong không khí phấn khởi cùng nhân dân cả nước đang kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban đại diện Hội cao tuổi quận Lê Chân tổ chức đại hội thành lập Hội cao tuổi quận. Thay mặt Ban thường vụ Hội cao tuổi thành phố về dự đại hội, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các bác, các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, các bác, các đồng chí, người cao tuổi hiện nay là lớp người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vị trí vai trò của người cao tuổi được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta ghi nhận, đánh giá cao. Trong buổi gặp mặt với đại biểu dự đại hội toàn quốc Hội cao tuổi Việt Nam lần thứ 6,
cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, người cao tuổi đã có nhiều đóng góp to lớn cả trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hội nghị Diên Hồng là một trong những biểu tượng ý chí sắt đá, tinh thần quyết tâm đồng lòng bảo vệ đất nước của các bậc phụ lão. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người cao tuổi đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng. Đúng như lời Bác Hồ đã nói, tuổi cao, ý chí càng cao. Người cao tuổi nước ta thực sự là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước và là rường cột của gia đình và xã hội của Việt Nam. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, như đã ban hành Luật Người Cao Tuổi Việt Nam, Chỉ thị 59 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc người cao tuổi, Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của người cao tuổi Việt Nam, Chương trình Hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo từng giai đoạn và tháng hành động của người cao tuổi Việt Nam, v.v. Thực hiện kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của người cao tuổi Việt Nam, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian vừa qua, tổ chức hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn quận đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể có liên quan. Đồng thời với sự chủ động, tích cực của Ban đại diện hội cao tuổi quận đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội và chuẩn bị tốt cho đại hội thành lập hội cao tuổi quận, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, nội dung và yêu cầu theo kế hoạch 118 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đại hội thành lập hội cao tuổi quận là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với cán bộ hội viên người cao tuổi quận mà còn là lần vui chung của các cấp hội người cao tuổi trong cả nước. Vì sau 29 năm thành lập đến nay, tổ chức hội được thành lập đồng bộ cả bốn cấp trung ương, các tỉnh thành phố, cấp quận huyện và xã phường thị trấn. Trên cơ sở chuyển đổi mô hình từ ban đại diện hội sau 25 năm hoạt động để thành lập hội cao tuổi. Đại hội lần này có nhiệm vụ hoàn thiện bộ máy tổ chức hội là cơ sở để nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Và cũng là dịp để các đại biểu phát huy dân chủ, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, có năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào ban chấp hành để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, truyền thống của Đảng Bộ và Nhân dân quận Lê Chân, các cấp hội người cao tuổi quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác hội đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm, đó là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các chương trình công tác lớn do các cấp hội đề ra. Kính thưa các quý vị đại biểu, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, tôi tin tưởng sau đại hội hội cao tuổi quận, hội cao tuổi các cấp sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người cao tuổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn mới. Xin trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong quận trong thời gian vừa qua đã dành sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Người Cao Tuổi các cấp trong thời gian vừa qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt đoàn chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của ông Lê Văn Nhã trong các phong trào hoạt động của Hội Người Cao Tuổi các cấp và Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân ngày hôm nay. Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố và sẽ bổ sung vào nghị quyết Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch,
tôi xin thông qua đề án nhân sự bầu ban chấp hành ban kiểm tra hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện hướng dẫn số 532 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam về thực hiện thành lập Hội Người Cao Tuổi cấp tỉnh, cấp huyện. Căn cứ quyết định số 2341 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cho phép thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân, được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận báo cáo dự kiến đề án nhân sự bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. 1. Về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành, có quan điểm, lập trường, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống tốt, có sức khỏe, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia công tác hội. 2. Về số lượng, ban chấp hành hội người cao tuổi quận dự kiến 17 vị, ban kiểm tra hội người cao tuổi quận dự kiến 3 vị. Về cơ cấu thành phần ban chấp hành, cán bộ hội người cao tuổi quận 2 vị, một chủ tịch và một phó chủ tịch chuyên trách. Đại diện công tác tại các phòng ban ngành quận 4 vị, ban dân vận quận ủy, phòng lao động thương binh xã hội, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận, phòng y tế quận. Đại diện công tác ở tổ chức chính trị xã hội 4 vị, mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, hội chữ thập đỏ quận. Đại diện tổ chức hội người cao tuổi các phường 7 vị. Kính thưa đại hội, tôi vừa trình bày đề án nhân sự bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Xin ý kiến đại hội về số lượng, cơ cấu ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Đại biểu nào nhất trí số lượng, cơ cấu, thành phần nhân sự ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 như đề án vừa trình bày, đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí số lượng, cơ cấu, thành phần, nhân sự, ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề án trên. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, sau đây là danh sách dự kiến 17 ông bà tham gia ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi quận theo cơ cấu thành phần và theo thứ tự vần như sau. 1. Ông Lê Văn An, Phó trưởng ban dân vận quận ủy. 2. Ông Đặng Bộ, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận. 3. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận. 4. Bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Dư Hàng Kênh. 5. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận. 6. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. 7. Ông Vũ Hòa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Đông Hải. 8. Ông Vũ Mạnh Hợp, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Lam Sơn. 9. Bà Ngô Thị Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Kênh Dương. 10. Bà Tô Thị Thanh Quang, Phó trưởng ban chuyên trách ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận. 11. Bà Hồ Thị Quyên, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Vĩnh Điệp. 12. Ông Đỗ Duy Tiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận. 13. Ông Ngô Đức Tiệp, Trưởng phòng Y tế quận. 14. Ông Đào Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Dư Hàng. 15. Ông Nguyễn Văn Vừa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Nghĩa Xá. 16. Bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trại Cao. 17. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Kính thưa đại hội, trước khi bầu các vị ủy viên ban chấp hành, xin ý kiến đại hội về hình thức bầu có hai hình thức. Thứ nhất, bầu từng ủy viên. Thứ hai là bầu một lần cho toàn bộ danh sách. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí bầu một lần cho toàn bộ danh sách, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã nhất trí hình thức bầu một lần cho toàn bộ danh sách. Sau đây xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí toàn bộ danh sách 17 vị có tên trên
tham gia ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi quận xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu chính thức có mặt tại đại hội đã nhất trí bầu 17 vị có tên trên tham gia ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa đại hội, tôi xin báo cáo dự kiến của ban đại diện hội người cao tuổi quận về danh sách 3 đại biểu đề cử tham gia ban kiểm tra hội người cao tuổi quận như sau. 1. Bà Phạm Thị Được, chủ tịch hội người cao tuổi phường Dư Hàng Kênh. 2. Bà Phạm Thị Thu Hà, phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận. 3. Bà Tô Thị Thanh Quang, phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi quận. Đại biểu nào nhất trí 3 vị có tên trên tham gia ban kiểm tra hội người cao tuổi quận xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu chính thức có mặt tại đại hội đã nhất trí bầu 3 vị có tên trên tham gia ban kiểm tra hội người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, sau đây kính mời đại hội nghỉ giải lao 15 phút, ban chấp hành họp phiên thứ nhất. Xin kính mời các ông bà lãnh đạo hội người cao tuổi thành phố, lãnh đạo hội đồng nhân dân, lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, phòng nội vụ và các ủy vị ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi quận khóa 1, nhiệm kỳ 2024-2029 di chuyển xuống hội trường tầng 1 để tiến hành họp phiên thứ nhất. Xin trân trọng kính mời. Sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự ban thường vụ hội người cao tuổi quận khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ vào điều lệ của Trung ương hội, căn cứ vào kế hoạch số 118 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập hội người cao tuổi huyện theo quy luật số 58 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 01 của hội người cao tuổi thành phố về đại hội thành lập hội người cao tuổi quận và căn cứ quyết định số 2341 của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố ngày 10 tháng 7 năm 2024
xuất phát từ thực trạng của Hội Người cao tuổi quận khi được thành lập và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban chấp hành Hội Người cao tuổi quận khóa 1 xây dựng đề án nhân sự Ban thường vụ Hội Người cao tuổi quận khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2029 trình hội nghị như sau. Về bầu Ban thường vụ, về tiêu chuẩn ủy viên Ban thường vụ có quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có sức khỏe, có năng lực, có uy tín, kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia công tác hội. Về số lượng thành phần, Ban thường vụ Hội Người cao tuổi quận dự kiến là 5 vị cán bộ hội, trong đó cán bộ hội người cao tuổi quận là 2 vị đại diện công tác phòng lao động thương binh xã hội, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận và hội cơ sở. Sau đây xin ý kiến các vị ủy viên ban chấp hành Hội Người cao tuổi quận về cơ cấu số lượng thành phần theo đề án nhân sự Ban thường vụ tôi vừa nêu trên. Đại biểu nào nhất trí đề nghị cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn các bác đồng chí. Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% với đề án Ban thường vụ tôi vừa thông qua. Về nhân sự cụ thể, xin báo cáo với các bác đồng chí như sau. Thứ nhất, bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trại Cao. Thứ hai, bà Tô Thị Thanh Quang, nguyên Phó trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận. Thứ ba, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Thứ tư, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận. Thứ năm, bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Dư Hàng Kênh. Xin ý kiến hội nghị bầu ủy viên Ban thường vụ gồm những vị có tên trên. Đại biểu nào nhất trí đề nghị cho biểu quyết. Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% với danh sách 5 vị có tên trên được bầu vào Ban thường vụ Hội Người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Về kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, theo đề án nhân sự Ban đại diện thông qua thường trực quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân giới thiệu. Một, bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trại Cao được giới thiệu giữ chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi quận. Thứ hai, bà Tô Thị Thanh Quang, nguyên Phó Ban chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận được giới thiệu giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Người cao tuổi quận. Sau đây xin ý kiến các vị ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi quận về đề án nhân sự các chức danh mà tôi vừa nêu trên. Đại biểu nào nhất trí đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% bầu bà Phạm Thị Vượng là Chủ tịch Hội, là bà Phạm Thị Vượng Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trại Cao, thành viên Ban đại diện được giới thiệu giữ chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi quận. Bà Tô Thị Thanh Quang, nguyên Phó Ban chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận, giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Người cao tuổi quận. Xin trân trọng cảm ơn hội nghị. Về bầu trưởng phó ban kiểm tra, tại đại hội đã bầu ra ban kiểm tra là 3 vị ủy viên theo đề án nhân sự Ban đại diện thông qua thường trực quận ủy, ủy ban nhân dân quận Lê Chân giới thiệu. Đề nghị bầu bà Tô Thị Thanh Quang giữ chức danh trưởng ban kiểm tra. Đề nghị bầu bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức danh phó ban kiểm tra. Sau đây xin ý kiến các vị ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi quận. Đại biểu nào nhất trí đề nghị trên xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% bầu bà Tô Thị Thanh Quang giữ chức danh trưởng ban đại diện kiểm tra, trưởng ban kiểm tra. Bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức danh phó ban kiểm tra Hội Người cao tuổi quận. Kính thưa hội nghị, với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Người cao tuổi quận khóa 1 đã hiệp thương dân chủ cử ra Ban thường vụ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng ban kiểm tra, phó ban kiểm tra Hội Người cao tuổi quận khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2029 để bị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin ý kiến của đồng chí Phạm Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận. Chúng tôi thay mặt quận, đồng chí trưởng ban công tác của Tây Chân xin chúc mừng đồng chí trong ban chấp hành Hội Người cao tuổi của Tây Chân khóa 1 đã bầu ra các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ban kiểm tra. Sau đây xin mời đồng chí tiếp tục về xin chào đại hội. Kính thưa đại hội, sau đây thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Hội Người cao tuổi quận khóa 1 bầu Ban thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch,
trưởng ban, phó ban kiểm tra Hội người cao tuổi quận như sau. Về ban thường vụ, tôi xin báo cáo: một, bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Kênh; hai, bà Phạm Thị Thu Hà, phó trưởng ban Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận; ba, bà Tô Thị Thanh Quang, nguyên phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi quận; bốn, bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trại Cao; năm, bà Nguyễn Thị Hải Yến, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Đó là năm bà trong ban thường vụ của Hội người cao tuổi quận. Về chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, tôi xin báo cáo với đại hội: một, bà Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội người cao tuổi quận; hai, bà Tô Thị Thanh Quang, phó chủ tịch chuyên trách Hội người cao tuổi quận. Về chức danh trưởng phó ban kiểm tra: một, bà Tô Thị Thanh Quang, trưởng ban kiểm tra Hội người cao tuổi quận; hai, bà Phạm Thị Thu Hà, phó ban kiểm tra Hội người cao tuổi quận. Sau đây xin trân trọng kính mời 17 vị ủy viên ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội, và xin đại hội cho một tràng vỗ tay để đã bầu được ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch và ban kiểm tra. Kính thưa đại hội, thay mặt ban chấp hành Hội người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới các đại biểu dự đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi tham gia ban chấp hành Hội người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Chúng tôi nhận thấy đây là vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn. Chúng tôi xin hứa ban chấp hành Hội người cao tuổi khóa 1 luôn đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò người cao tuổi, đề cao trách nhiệm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan ban ngành đoàn thể quận, đặc biệt sự đồng tình ủng hộ của toàn thể cán bộ hội viên người cao tuổi trong quận. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại hội, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng và kính mời ông Phạm Việt Anh, quận ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, trưởng ban công tác Hội người cao tuổi quận lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Lê Văn Nhã, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Thụy, Ủy viên Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể đại hội. Hôm nay tôi rất vui mừng thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đến dự đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể các bác, các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các bác, các đồng chí, tiền thân của Hội người cao tuổi quận là ban đại diện Hội người cao tuổi quận Lê Chân. Việc thống nhất chủ trương thành lập Hội người cao tuổi có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác người cao tuổi, nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam. Trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn quận Lê Chân đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, tham gia môi trường, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Người cao tuổi quận đã có nhiều đóng góp để cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tại đại hội hôm nay, qua nghe bài phát biểu khai mạc, các nội dung, chương trình, báo cáo và phương hướng hoạt động của người cao tuổi nhiệm kỳ 2024-2029 đã cho thấy chi tiết và toàn diện.
để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phát triển hội người cao tuổi quận Lê Chân ngày càng lớn mạnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, tôi đề nghị các bác, các đồng chí quan tâm triển khai một số nội dung sau. Thứ nhất, đề nghị ban chấp hành hội người cao tuổi quận sớm ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, xây dựng hội người cao tuổi quận thực sự vững mạnh, quan tâm và bảo vệ quyền lợi của hội viên, động viên, giúp đỡ hội viên trong cuộc sống. Thứ hai, mỗi hội viên của hội người cao tuổi quận luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, giữ gìn và phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng, gương mẫu trong các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cống hiến đồng hành cùng hệ thống chính trị quận để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các nhiệm vụ chính trị do thành phố và quận chỉ đạo triển khai tại cơ sở. Thứ ba, đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với các hoạt động của người cao tuổi quận, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi trên địa bàn. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội người cao tuổi thành phố, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ cho công tác người cao tuổi quận Lê Chân ngày càng phát triển. Rất mong trong thời gian tới, Hội người cao tuổi quận Lê Chân tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, quan tâm hơn nữa của các đồng chí. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các bác, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt đoàn chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ông Phạm Việt Anh dành cho hoạt động của Hội người cao tuổi các cấp và đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 ngày hôm nay. Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận để bổ sung vào nghị quyết đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Kênh, thay mặt đoàn thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, thay mặt cho đoàn thư ký đại hội, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức các hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam, căn cứ quyết định số 2341 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân, được sự nhất trí của Hội người cao tuổi thành phố Hải Phòng, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra tại hội trường quận ủy Lê Chân vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2024 với 95 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi quận. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao của đại biểu dự đại hội, 75 đại biểu khách mời là lãnh đạo Hội người cao tuổi thành phố, lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, nguyên lãnh đạo quận, nguyên lãnh đạo ban đại diện Hội người cao tuổi quận, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc 15 phường, đại biểu tiêu biểu của 15 phường được khen thưởng. Đại hội tiếp tục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Nhã, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố, ông Phạm Việt Anh, quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quận, trưởng ban công tác người cao tuổi quận. Đại hội được nghe hai báo cáo tham luận của Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Kênh sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và chân thành. Đại hội đã hoàn thành chương trình và nội dung đề ra.
Đại hội đã nhất trí nghị quyết 1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác người cao tuổi giai đoạn 2021-2024, thống nhất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029, thông qua thực hiện điều lệ Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. 2. Bầu Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 người. Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 người. Ban Kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận gồm 3 người. 3. Đại hội giao cho Ban chấp hành khóa mới trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi thành phố, lãnh đạo quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung trong báo cáo, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn của nhiệm kỳ, đảm bảo nhiệm kỳ mới sẽ đạt được nhiều kết quả và bền vững. Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục có những việc làm thiết thực để giữ vững phát huy truyền thống tuổi cao chí càng cao của người cao tuổi, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa về trí tuệ, tinh thần cho công tác hội và phong trào người cao tuổi của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029 do Đại hội đề ra. Trên đây là dự thảo nghị quyết Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe toàn văn dự thảo nghị quyết Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Xin ý kiến Đại hội, có đại biểu nào có ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận không ạ? Đại biểu nào nhất trí với dự thảo nghị quyết đề nghị cho biểu quyết? Xin cảm ơn. Có đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với nội dung nghị quyết Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Xin cảm ơn Đại hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể Đại hội, sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và nghị quyết Đại hội 3 Hội Người Cao Tuổi thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua thực hiện điều lệ Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 17 vị, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu số lượng theo quy định, bầu ban thường vụ, ban kiểm tra và các chức danh chủ tịch hội, phó chủ tịch hội, trưởng phó ban kiểm tra Hội Người Cao Tuổi quận nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội trân trọng cảm ơn và vinh dự được đón tiếp ông Lê Văn Nhã, chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố, các ông bà trong ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi thành phố, các ông bà lãnh đạo thường trực quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ông bà ủy viên ban thường vụ quận ủy, các ông bà nguyên lãnh đạo ban đại diện người cao tuổi quận qua các thời kỳ, đại biểu các cơ quan đơn vị, các phòng ban ngành đoàn thể, đại diện lãnh đạo cán bộ hội viên người cao tuổi, chi hội người cao tuổi các phường, đại biểu các cơ quan đài báo thành phố quận cùng các đơn vị đại biểu về dự chỉ đạo và động viên đại hội. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các cấp hội người cao tuổi quận. Từ thành công của đại hội, đoàn chủ tịch mong rằng mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đại hội, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, động viên hội viên người cao tuổi hưởng ứng và tích cực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội Người Cao Tuổi quận
góp phần nâng cao vai trò xây dựng hội người cao tuổi các cấp quận ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, đóng góp tích cực vào cuộc và việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ 24 đề ra. Đoàn, với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Xin kính mời các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội đứng dậy thực hiện nghi lễ chào cờ.